Dạ, thưa bác sĩ, vậy thì Ngọc Hương nghĩ là cái câu hỏi tiếp theo mà được nhiều quý vị khán giả quan tâm đó là những cái bệnh lý về hẹp hở van tim thì có những phương pháp điều trị như thế nào ạ? Dạ. Thì cái hẹp hở van tim nó cũng là một cái bệnh lý cũng giống như những các cái bệnh lý nội khoa khác nói chung và bệnh lý tim mạch nói riêng. Cái bước điều trị đầu tiên vẫn là cái phải nhắm vào những điều trị những nguyên nhân có thể. Nếu bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh thì chúng ta không thay đổi gì được rồi. Tuy nhiên có một số trường hợp chẳng hạn như hở van tim do bị thiếu máu cục bộ cơ tim thì cái việc điều trị là phải tái lưu thông mạch vành là những mạch máu nuôi tim để đảm bảo cái tim nó có khỏi không bị cái tình trạng thiếu máu cục bộ. Từ đó nó sẽ đưa đến cái cải thiện cái chức năng hoạt động của cái van tim và bớt cái tình trạng hở. Trong trường hợp cái không thể giải quyết nhân thì chúng ta phải giải quyết cái hậu quả, tức là điều trị ngay cái tình trạng hẹp hở van tim đó. Thì sẽ có hai cái phương pháp điều trị chính. Trước tiên là chúng ta dùng thuốc để giữ cho người bệnh ở tình trạng cân bằng, tránh những cái tình trạng khó thở, suy tim. Trong trường hợp mà người bệnh không đáp ứng với điều trị nội khoa, tức là dùng thuốc, thì chúng ta phải cân nhắc và xét chỉ định ngoại khoa, tức là sửa chữa cái van tim đó bằng phương pháp phẫu thuật. Dạ, không biết là có cái phương pháp nào điều trị dứt điểm những cái bệnh lý liên quan đến hẹp hở van tim hay không bác sĩ? Dạ, thì về nguyên tắc thì bao giờ cũng vậy, khi người bệnh đến gặp chúng tôi cũng mong cái chuyện là có thể điều trị dứt điểm không. Thì đối với những cái trường hợp cái van tim hẹp hở nặng thì chúng ta có thể sửa chữa hoặc thậm chí là thay những cái van đó. Tuy nhiên chúng ta cũng nên biết là do cái trời sinh ra cái van tự nhiên chúng ta là cái van tốt nhất. Do đó nếu chúng ta có thể điều trị bảo tồn mà không cần phải thay van thì vẫn là tốt hơn. Trong trường hợp phải bắt buộc thay van mổ phẫu thuật thì người bác sĩ phẫu thuật sẽ cân nhắc xem cái van đó có thể sửa chữa được không. Bởi vì nếu mà sửa chữa được thì vẫn là cái van tự nhiên, vẫn tốt. Trong trường hợp không sửa chữa được thì bác sĩ phẫu thuật sẽ phải thay cái van nhân tạo cho bệnh nhân. Trong trường hợp thay van nhân tạo thì nó lại có những cái vấn đề liên quan là phải lựa chọn những cái van nào phù hợp với bệnh nhân. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ tăng cường chức năng tim cho người bệnh tim mạch. Sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng và kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học toàn cầu của Canada năm 2014.